Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức cuộc thi Thanh niên kể chuyện Bắc Hồ với chủ đề Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước. Tham gia cuộc thi Thanh niên kể chuyện Bắc Hồ có 20 đội đến từ các phường, trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Các đội thi kể một câu chuyện của Bắc Hồ về hành trình cứu nước và xây dựng đất nước theo đánh giá của ban giám khảo phần dự thi của các thí sinh có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung hình ảnh video clip minh họa kể về những câu chuyện xúc động bình dị về tấm gương đạo đức sáng ngời của bác qua cuộc thi nhằm khơi dậy trong thanh thiếu nhi về tình cảm của bác hồ đối với dân tộc việt nam dân tộc việt nam đối với bác hồ kính yêu giúp cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để đưa việc học tập và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên và không ngừng học tập truyền luyện góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chỉ tiêu kiệt quyết đại hội đảng các cấp đề ra